Ngài vô sĩ! Nè, cô bỏ lại hắn không quan tâm đó à? Đó là chuyện của Vũ Văn và các người, không liên quan đến ta. Nhưng hình như vừa rồi chúng ta quấn quýt lấy nhau mà. Cô bỏ lại hắn không quản thiệt sao? Vừa rồi ta chỉ là bị cho cắn một cái, sao lại coi như là quấn quýt không rời được? Ngài không xứng. Nhưng nếu nàng không quấn quýt lấy ta thì sau này làm sao gả cho chủ thiên hạ? Có ý gì? Ngày đó ở trong chùa, lời nàng cầu xin với Bồ Tát ta đều nghe thấy rồi. Tiểu tử Vũ Văn Dục nhìn thấy một con heo rừng là bị dọa tới ngất xỉu, tương lai làm sao có chí vấn đỉnh thiên hạ được đây? Vậy ngài có sao? Nếu như không có, sao ta dám trêu chọc nàng? Vừa rồi lúc ta hôn nàng, nàng có cảm giác gì đối với ta? Ta hiểu rõ hơn ai hết. Đọc cô Bàn Như, gả cho ta đi. Vũ Văn Hộ, ngài rất có sức hấp dẫn không sai, nhưng chưa tới mức khiến cho Độc Cô Bàn Nhược ta hồn mê điên đảo. Vũ Văn Hộ, ta thích chàng thật đó, nhưng không đồng nghĩa là ta nhất định lấy chàng. Nàng có ý gì? Nếu như chàng dám đối phó với cha ta, ta cũng dám đối phó với chàng. Không tin chàng cứ thử mà xem. Tới lúc đó đừng trách ta lật mặt vô tình. Nàng muốn làm gì? Ta có thể làm gì? Ta chỉ cần dùng cái miệng này liền có thể lấy được vô số quân hưởng. Chàng nghĩ ta có thể làm gì? Chàng phải nhớ, Độc Cô Bàn Nhược ta bất kể gả cho ai đều có thể giúp họ thành đế vương. Mà Vũ Văn Hộ chàng nếu như không có ta, vĩnh viễn phải làm thần thôi. Đứng lại cho ta! Bàn Nhược, chủ thượng, nàng ấy cậy ta không thể bỏ nàng ấy, càng ngày càng. Chủ thượng, thuộc hạ sớm đã nói rồi, ngài thực sự quá dung túng cho cô gái này. Thuộc hạ có một kế này có thể giúp chủ thượng. Nói. Độc Cô Tính tung hoành triều giả 30 năm, chung quy vẫn sẽ có điểm yếu. Thuộc hạ chỉ cần nắm được những điểm yếu này, trước tiên uy hiếp ông ta, ông ta ném chuột sợ dễ bình, tự nhiên sẽ không nhận chức thừa tướng này. Ông ta là một thánh nhân, lấy đâu ra điểm yếu? Chỉ cần là người thì nhất định có nhược điểm. Được rồi, ngươi đi làm đi. Chờ. Chờ. Ah!
Xe ngựa này trang hoàng rất đẹp, trang sức trên người ta cũng không thiếu thứ gì. Không phải cướp bóc. Hạ ca, ngươi không sao chứ? Điện hạ. Ê, già lá đâu? Điện hạ, cô nương bị bọn chúng bắt đi rồi. Bọn chúng là ai? Có nhìn rõ được bọn chúng không? Không thấy. Chúng tôi đang ngồi yên trong xe, xe liền bị lật, cô nương bị ngất xỉu. Sau đó có vài tên hắc y tới đưa cô nương đi rồi. Bọn chúng đi theo hướng đó. Ngươi mau về phủ, bẩm báo đầu cô đại nhân, ta đi tìm già lá. Nhanh lên, nhanh lên. Độc của cô nương, hôm nay mời cô tới đây không hề có ác ý, chỉ cần cô phối hợp, ta đảm bảo lát nữa sẽ đưa cô về nhà. Cô nương là người thông minh, vì vậy mong cô nương ngoan ngoãn ngồi ở đây đợi đi. Hầu hạ cho cẩn thận, phải đảm bảo cô ta không một chút tổn thất nào, không được tổn hại dù chỉ một sợi tóc. Dạ. Dạ lo. Già La, các người mau tìm xung quanh đi, có viên ngọc này không? Mau lên. Dạ. Dạ. Chuyện này đại cứ như nương. Vậy đi. Đại cô nương, có chuyện gì mà gấp gáp vậy? Tam cô nương bị bắt đi rồi. Mau nói với lão gia, lần này nhất định không phải là đạo tặc bình thường, có lẽ lấy Già La để uy hiếp ông ấy, để ông ấy cẩn thận. Đi nhanh lên, đưa ta đi. Dạ. Được. Hình như xảy ra chuyện rồi. Hả? Hả? Kỳ ca ca. Bà Nhật Tỷ, phát hiện ra gì chưa? Tìm kiếm trên đường phát hiện ra hai viên ngọc này. Đây là của Già La, nhất định mùi ấy để lại làm tín hiệu. Đúng rồi, đây là công tử của Dương Trụ Quốc, ngài ấy qua đây để giúp đỡ. Con đường này thông tới Kinh Giao Tây Sơn, nơi đó là biệt diện của tất cả đại thần. Kinh Giao Tây Sơn là nơi ở của công khanh tam phẩm trở lên. Xem ra người chỉ thị đằng sau là một nhân vật lớn, tốt nhất hắn chuẩn bị cho tốt. Người của Độc Cô Gia chúng ta đâu dễ bị bắt như vậy. Cứu ta với! Cứu ta với! Hả? Sao vậy? Đừng giết cô ta! Hả?
đây. Đừng để cô ta chạy mất. Mau lên, mau, mau lên, mau. Ở trên kia kìa. Ở trên kia. Không được qua đây, tôi nghĩ giám binh tới. Ta tự sát ngay lập tức đó. Không, không qua được rồi ha. Không có qua. Được, các ngài bắt ta không phải vì muốn uy hiếp cha ta sao? Nếu như ta chết, cha ta nhất định sẽ báo thù cho ta. Ngược lại là các ngươi, ta ăn nói thế nào với chủ tử? Còn không mang cút đi. Cút này, đừng làm liều đó. Chúng ta đi, đừng kích động nha. Chúng ta ra ngoài chờ. Dạ. Đàn cha và A Tỷ sẽ nhìn thấy khói gì đặc, biết được mình đang ở đây. Bồ Tát phù hộ. Hãy phù hộ con. Bồ Tát phù hộ, xin hãy phù hộ con. Bồ Tát phù hộ, xin hãy phù hộ con. Xin phù hộ con lần này. Trời ơi, cháy rồi. Mau, mau cứu hỏa. Mau, cháy rồi. Mau lên. Bao lên, cháy rồi, cháy rồi, bao lên, bao lên, cứu hỏa, bao lên đi, bao lên, bao lên, bao lên, bao, bao, bao lên, bao lên, lửa lớn quá vậy, lửa lớn, bao lên, bao lên, đi mau, bao lên, bao lên. Ê, khói bụi từ đâu tới vậy? Bên đó cháy rồi. Hình như là biệt viện của thái sư. Là hắn, là hắn đã đưa già La đi. Chủ thượng, chuyện đó thuộc hạ đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Lát nữa rồi nói. Không nên chờ thêm nữa. Bây giờ độc cô già La đang ở trong tay chúng ta, chính là biệt viện Tây Sơn. Già La? Chẳng phải chủ thượng vẫn đang đau đầu phải làm sao khiến độc cô tính nghe lời sao? Độc cô già La là ấu nữ ông ta thương yêu nhất, bây giờ tính mạng người này đang nằm trong tay chúng ta. Thuộc hạ không tin là độc cô tính đó vẫn còn dám tiếp nhận vị trí thừa tướng. Cái gì? Ngươi đã bắt độc cô già La? Ai kêu ngươi làm vậy? Thuộc hạ làm như vậy cũng là vì muốn san sẻ với chủ thượng đại nhân. Bị diện trái rồi, xem chuyện tốt mà ngươi làm đi. Lão già, già La bị bắt cóc rồi. Hả? A Tỷ, già La, già La, già La, già La, A Tỷ, mọi ở đây nè, A Tỷ. Bảo lên, bảo lên, bảo lên, lấy đi, lấy lên, già La, già La, già La, già La, cẩn thận. Cẩn thận đó. A Tỷ, mở đi. Già La, ta tới đây. Ê, cẩn thận. Cẩn thận. Đừng kéo ta. Nóng giỏi cũng vô ích, nghĩ cách đã.
Dùng đầu nghĩ cách đã. Bàn Nhật tỷ, ta có một cách, không biết có thể thử được không? Chỉ cần có thể cứu được Dạ Lạc, cách gì cũng được hết. Giúp ta. A tỷ. Dạ Lạc, muội phải cẩn thận. Có tỷ tỷ ở đây đừng sợ, sẽ cứu muội xuống ngay. Còn đứng đợi ra đó làm gì? Mau qua đây giúp đi. Mau lên. Hãy thành lớp đây, nhanh lên. Nhanh lên gì? A tỷ, A tỷ. Dạ La, mau nhảy xuống đi. Yên tâm, mọi người sẽ đỡ muội. Dạ La, đừng căng thẳng, nhảy lên giải là được rồi. Dạ La, đừng sợ, nhảy xuống mọi người sẽ đỡ được muội. Muội không sợ. Dạ La, cẩn thận. Đừng sợ, có tỷ ở đây, mau nhảy xuống đi. Nhảy đi, chúng ta sẽ đỡ muội mà. A tỷ, nếu muội có mệnh hệ gì thì giúp muội chăm sóc cho. Muội không được nói lung tung, muội phải sống cho ta, sống cho thật tốt. Nhảy xuống đi, bọn ta chắc chắn sẽ đỡ được muội. Dạ La, Dạ La, Dạ La, nhanh lên, Dạ La, đi thôi đi. Ta đi tìm được cô bác phụ. Với ngươi bao nhiêu lần rồi, ngươi muốn làm gì cũng được, nhưng không được làm hại người nhà của ta. Ngươi lại bắt cóc Dạ La sao hả? Ngươi muốn lấy nó làm con tin, sau đó uy hiếp phụ thân của ta không được tiếp nhận vị trí thừa tướng hay sao? Hay ngươi giết nó, sau đó giết chết ta, giết chết cả nhà độc cô ta? Câm miệng. Từ nay về sau, ngươi và ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Chuyện ngày hôm nay ta hoàn toàn không biết. Ngươi, Dạ La, Dạ La, Dạ La, Dạ La, ngươi đừng nhiều lời nữa. Bây giờ ta lập tức phải đưa Dạ La về nhà cứu chữa. Nếu như người dám ngăn cản, ta nhất định sẽ róc từng miếng thịt trên người của ngươi. Nếu để nàng tiếp tục hiểu lầm ta, thì thà rằng bây giờ nàng róc sống ta từng đau còn hơn. Bàn Nhược, ta dựa vào tên của mẫu thân ta mà thề với nàng, chuyện ngày hôm nay ta hoàn toàn không biết gì hết. Thái sư quả nhiên là có khí thế, không ngờ dám ra tay với người nhà của độc cô tính ta. Đã tạ ơn tương trợ của điện hạ. Đại nhân, nếu như ngài không để tâm tới tình cảm xé nát thể diện, vậy ta cũng không cần khách khí với ngài nữa. Chức vị thừa tướng ta chắc chắn sẽ tiếp nhận. Nếu thấy sự có bất kỳ thủ đoạn nào thì cứ việc sử dụng luôn đi. Bạn Nhân, chúng ta đi. Chủ thượng, Ca Thư, bây giờ nên thu dọn kết cục thế nào đây? Chủ thượng, thuộc hạ không phải tìm đến cái chết, vì lão phu nhân từng dặn thuộc hạ phải hầu hạ chủ thượng cả đời.
Nhưng hôm nay thuộc hạ đã phạm lỗi lớn, sẽ lấy mất thay mạng để tạ tội. Hôm nay chủ thượng tha thuộc hạ không chết, vậy thuộc hạ nguyện tiếp tục hầu hạ người cho tới khi người hoàn thành đại nghiệp. Thuộc hạ sẽ lấy cái chết để tạ tội người. Ngươi lại có thể bắt cóc già la sao hả? Ngươi muốn lấy nó làm con tin, sau đó uy hiếp phụ thân của ta không được tiếp nhận vị trí thừa tướng sao? Hay là ngươi muốn giết nó, sau đó giết chết ta, giết chết cả nhà độc phu ta? Từ nay về sau, ta và ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Quận chúa, ta nấu chút canh giải rượu mang tới. Chủ thượng đã dặn dò không cho người khác quấy rầy. Ta cũng là người khác sao? Quận chúa, Bàn Nhược, đừng tàn nhẫn với ta vậy mà. Bàn Nhược, đừng tàn nhẫn với ta như vậy. Năm thứ ba Hiếu Mẫn Đế, Độc Cô Tướng đảm nhiệm thừa tướng Đại Chu. Trong thời gian ngắn, triều đường gió dục mây dần, người đời đều tưởng rằng cục diện Vũ Văn Hộ độc chiếm triều cương đã bị phá vỡ. Các lão thần như Độc Cô Tính đã chính thức ngang bằng địa vị với người này. Lương thần Mỹ Cảnh, nàng than thở gì vậy? Thái sư quả nhiên là khác biệt. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Cửa lớn Độc Cô gia ta đối với chàng mà nói có mà như không. Chỉ cần ta muốn gặp nàng thì không có gì có thể ngăn cản. Tình cảnh bây giờ khiến ta nhớ lại lúc chúng ta mới quen nhau. Phật tổ trên cao, tính nữ chẳng cầu gì nhiều, chỉ mong ngày nào đó có thể được gả cho người làm chủ thiên hạ. Nếu như có thể thành hiện thực, nhất định sẽ mang thật nhiều vàng bạc tới tạ ơn Phật tổ. Nguyện tương lai được gả cho bá chủ thiên hạ. Người dân hương này là ai vậy? Hình như là nữ công tử của nhà Độc Cô tướng quân thì phải. Cha! 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 Bạn nhớ khuya chậm thôi. Bạn Nhược, sao không chờ ta vậy hả? Ủa, A Hổ ca, sao huynh lại ở đây? Sao đây, Trường Sơn này chỉ có hai người được tới à? Vị nữ công tử này là... vị này là đại tiểu thư của nhà Độc Cô tướng quân, tên là Độc Cô Bàn Nhược. Bàn Nhược, vị này là đại tướng quân Vũ Văn Hộ. Xin chào Bàn Nhược nữ công tử. Xin chào đại tướng quân. Huynh đệ hai người cứ nói chuyện với nhau đi, ta đi trước một bước.
Sao vậy? Mới thua ta có một trận, bây giờ đã đòi đi hả? Cung tên trên tay của nữ công tử không phải chỉ là vật bài trí chứ. Tiễn pháp hay, nhưng phải thi tài cưỡi ngựa. Ta sẽ nhường cô nửa thân ngựa. Ai cần ngài nhường chứ? Ai tới đầm Bích Thủy trước thì người đó thắng. Cha! 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 Được. Bao nhiêu năm rồi mới lần đầu ta thấy một nữ tử có thể phi ngựa ngang hàng với ta. Cha! 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 Ý. Ý. Ủa? Hai người ở đây làm gì? Heo rừng, heo rừng có gì đâu phải sợ. Im miệng. Hả? Hả? Chà, chà, chà. Ai chà? Sao hả? Không phải qua chân múa tay phải không? Đương nhiên không phải. Tốt hơn hắn nhiều đó. Nữ tử trong thiên hạ ta gặp rất nhiều rồi, nhưng chưa gặp người nào như cô. Ngài vô sĩ, nè, cô bỏ lại hắn không quan tâm đó à? Đó là chuyện của Vũ Văn và các người, không liên quan đến ta. Nhưng hình như vừa rồi chúng ta quấn quýt lấy nhau mà. Cô bỏ lại hắn không quản thiệt sao? Vừa rồi ta chỉ là bị chó cắn một cái, sao lại coi như là quấn quýt không rời được? Ngài không xứng. Nhưng nếu nàng không quấn quýt lấy ta thì sau này làm sao gả cho chủ thiên hạ? Có ý gì? Ngày đó ở trong chùa, lời nàng cầu xin với Bồ Tát ta đều nghe thấy rồi. Tiểu tử Vũ Văn Dục nhìn thấy một con heo rừng là bị dọa tới ngất xỉu, tương lai làm sao có chí vấn đỉnh thiên hạ được đây? Vậy ngài có sao? Nếu như không có, sao ta dám trêu chọc nàng? Vừa rồi lúc ta hôn nàng, nàng có cảm giác gì đối với ta? Ta hiểu rõ hơn ai hết. Độc Cô Bàn Nhược, gả cho ta đi. Vũ Văn Hộ, ngài rất có sức hấp dẫn không sai, nhưng chưa tới mức khiến cho Độc Cô Bàn Nhược ta hồn mê điên đảo. Mỗi lần cãi nhau, nàng đều mặc kệ ta xoay người bỏ đi.
bắt ta đích thân phải tới xin lỗi mới chịu bỏ qua. Sao hả? Lần này lâu như vậy vẫn chưa hết giận à? Chuyện của muội muội nàng là ta làm không thỏa đáng. Ta biết trong lòng nàng không thoải mái, cho nên là mấy ngày nay ta đều không thể gặp nàng. Bây giờ phụ thân nàng nhận chức thừa tướng rồi, ta không phải là không nói trước với nàng. Đại quyền của hai ty nếu như ông ấy muốn, ta sẽ chia. Nay vết thương của Dạ La cũng tốt rồi, nàng cũng xả giận rồi. Hiện tại muội muội nàng sắp có hôn sự, đừng có tức giận với ta nữa, được không? Nàng nhìn coi, vết thương trên tay của ta tới bây giờ vẫn chưa lành. Đưa cho ta xem. Lòng ta cũng đau, nàng hãy xem đi. Vũ Giang Hộ, có một số chuyện nếu đã xảy ra rồi thì không thể nào xóa mờ. Chuyện bây giờ đã trở thành như thế này, cha ta bất luận như thế nào cũng sẽ không cho chúng ta ở bên nhau. Những lời trước khi chúng ta từng nói đó, hãy quên đi. Chúng ta tình đầu ý hợp lâu vậy, nói quên là quên. Thiên Thu Bán Nghiệp đã nói trước kia cũng quên luôn à. Bàn Nhược, không có ta sau này có thể hoàn thành giấc mộng độc cô thiên hạ của mình? Nàng làm hoàng hậu thế nào đây? Việc này không cần chàng lo. Nếu ta còn không lo, chỉ sợ nàng sẽ cấu kết với Vũ Văn Dục đó. Những ngày này Vũ Văn Dục tới nhà nàng cũng không ít hả? Hình như hắn tặng cho nàng không ít đồ. Mấy ngày trước nàng còn bí mật gặp Tưởng Thái Y, xác định việc Vũ Văn Giác sinh con khó khăn. Bàn Nhược à, nàng tính toán cũng thật kỹ lưỡng. Nàng cho rằng ta sẽ trơ mắt ra nhìn nàng gả cho Vũ Văn Dục, sau đó giúp hắn đoạt đế vị hay sao chứ? Nếu như chàng đã biết rồi, vậy sau này ta cũng không cần phải giấu giếm chàng nữa. Hãy nhớ ta từng nói với chàng, không được tổn thương người nhà của ta. Chàng lại không quản thuộc hạ của mình cho tốt, vậy nên đừng trách ta. Sau khi chuyện này xảy ra, ta hiểu rất rõ. Tuy rằng chàng và ta đồng lòng, nhưng mà thuộc hạ của chàng thì không. Nếu không tại sao rõ ràng biết quan hệ của chúng ta, mãn còn dám bắt cóc Già La chứ? Chàng dám nói toàn bộ chuyện này, bọn họ hoàn toàn không nói gì với chàng sao? Ít nhất chàng từng ngầm đồng ý họ làm tổn thương tới cha ta. Con người của chàng thật sự quá thâm độc, không cho phép một chút bất tuân nào. Cho nên chàng đã để ý việc cha ta tiếp nhận chức vị thừa tướng như vậy. Một người muốn ngồi lên đế vị không thể chỉ dựa vào một mình chàng mà được. Chàng nói ta nghe, trong văn võ bá quan khắp triều có ai thực sự là đồng minh của chàng? Mà ta ra sức làm mối quan hệ của chàng và cha ta được tốt đẹp, để cha giúp chàng một tay. Bây giờ thì sao? Người tạo ra cục diện như vậy, đó chính là chàng. Muốn chinh phục thiên hạ, chỉ mình ta là đủ rồi, hoàn toàn không cần đồng minh gì hết. Vậy chàng cần gì phải để ý việc ta gả cho ai? Độc Cô Bàn Nhược, ta nói cho nàng biết, cho dù nàng nói cái gì, ta cũng sẽ không trơ mắt nhìn nữ nhân mà ta yêu thương gả cho người khác đâu. Nếu phụ thân của nàng dám gả nàng đi, ta sẽ giết ông ấy. Nếu như Vũ Văn Dục dám cưới nàng, ta cũng sẽ giết hắn. Thứ chàng biết cũng chỉ có chiêu này thôi. Độc Cô Bàn Nhược, nàng thật sự cho rằng ta không dám ra tay với nàng sao? Có trộm! Có trộm! Có trộm kìa! La lớn lên! Có trộm! Có trộm! Chàng mau ra tay đi! Mà bắt trộm đi! Tránh lát người có người tới đây, chàng lại không chạy được. Nàng ỷ vào việc ta thích nàng. Người đâu? Có trộm! Có trộm kìa! Mà bắt trộm đi! Đại cô nương, con không sao chứ? A tỷ, tỷ không sao chứ? Vừa rồi muội thấy hai người ở đây, muội lao Vũ Văn Hộ làm gì hại tỷ, đến mới cùng với Hà Ca làm loạn ở bên kia. Sao rồi, hắn có làm gì hại tỷ không vợ? Hả? Không sao, không sao. Hãy để thần thiếp làm cho. Không cần đâu, thân thể của nàng yếu nên nghỉ ngơi trước đi. Chủ thượng,
phái người đi theo thái sư đi. Dạ. A Tỷ, A Tỷ, Tỷ muốn đi thật sao? Ôi trời ơi, không được, để Tỷ đi một mình, lỡ mà hắn muốn bóp cổ Tỷ thì phải làm sao đây? Vậy muội muốn như thế nào? Muội đi với Tỷ nha. Hả? Trời ơi, Tỷ yên tâm, muội đảm bảo muội tuyệt đối không nghe lén hai người nói chuyện đâu. Cùng lắm thì muội dẫn theo Hà Ca đợi cùng ở ngoài cửa, nếu có tình huống khẩn cấp gì thì muội có thể tiếp ứng cho Tỷ ha. Đây là trái mơ mà nàng thích ăn nhất. Hôm nay ta đặc biệt mua tới. Ta còn rửa sạch một lần. Nè, ăn thử đi. Chẳng hà tất phải như vậy. Vậy bằng không ta có thể làm gì? Sáng hôm nay chính mắt ta thấy Vũ Văn Dục chặn phụ thân của nàng để cầu thân. Lẽ nào nàng muốn ta một kiếm giết chết hắn? Đừng nói những lời giận dữ nữa có được không? Hôm nay ta tới tìm chàng là muốn nói về chuyện điều có lợi cho cả hai chúng ta. Nói đi, ta rửa tai lắng nghe. Không cần phải nói những lời châm biếm. Ta thật sự hy vọng, cho dù chúng ta không thể ở bên nhau, cũng không cần phải làm cho lưỡng bại câu thương. Ta có thể nói rất rõ ràng với chàng, ta không yêu Vũ Văn Dục. Thứ ta muốn chỉ có ngôi vị hoàng hậu mà thôi. Tại sao chàng lại không thể từ bỏ hết những chuyện cũ này xuống, dốc sức giúp đỡ cho ta? Ta có thể đảm bảo với chàng, chỉ cần chàng không ngăn cản ta, sau này bất kể là ta hoặc là phụ thân của ta đều sẽ không làm kẻ địch với chàng. Cho dù sau này Vũ Văn Dục có bước lên ngôi hoàng đế, chàng vẫn sẽ là thái sư quyền khuynh thiên hạ như cũ. Quyền khuynh thiên hạ. Thứ ta muốn là ta làm hoàng đế, nàng làm hoàng hậu của ta. Chuyện thành ra như vậy là do ta sao? Văn Hộ, chuyện tới nước này, hai chúng ta hãy thiết thực một chút. Mặc dù chúng ta không thể ở bên nhau, nhưng vẫn còn có cách khác mà. Có thể sau này con của chúng ta có thể kết thành thông gia. Nàng suy nghĩ thật dài lâu, coi như ta nhìn ra rồi. Nàng giống không giống những gì viết trong thư muốn làm hòa với ta, mà lấy những thứ trống rỗng, giả dối để dụ ta, kêu ta mở to mắt nhìn nàng gả cho người khác. Ta cho nàng biết, nếu nàng dám gả cho hắn thì ta sẽ... Vậy rốt cuộc chàng muốn như thế nào? Ta muốn nàng gả cho ta. Chàng hãy về đi, bỏ thê tử đã cưới của chàng, thì Độc Cô Bàn Nhược ta sẽ lập tức bái đường thành thân với chàng. Không làm được có đúng không? Tình cảm chàng dành cho ta chẳng qua cũng chỉ có như vậy thôi. Chàng không nỡ bỏ cô ta vì chàng không nỡ bỏ sự ủng hộ của tiền hoàng thất nguyên gia, nhà họ với chàng. Nếu đã như vậy thì cớ gì trách ta nhẫn tâm bạc tình chạy đi lấy Vũ Văn Dục? A Hộ, thứ chúng ta yêu nhất không phải là đối phương, mà là quyền lực. Giống như đang cầm một cây dao cắt thật sâu vào trái tim ta vậy.
Hết, dừng lại. Dạ tới rồi phu nhân. Họ thật sự ở trong sao? Tiểu nhân nhìn thấy vô cùng rõ ràng, đúng là thái sư ở trong đó. Được, chờ kinh triều Doãn Đỗ đại nhân vừa tới thì ngươi đi trước dẫn đường, dẫn chúng ta vào trong. Dạ. Độc Cô Bàn Nhược, ta nhịn ngươi đã lâu lắm rồi. Cô nương. Sao hả? Cái người ở bên kia hình như có hơi kỳ lạ đó. Có gì kỳ lạ đâu chứ. Vừa rồi lúc chúng ta dừng xe ở đây, hắn đã ở bên đó lén la lén lút thập thò thập thục rồi, sau đó lại bỏ đi. Bây giờ người xem. Ý, Đỗ đại nhân, ông ấy tới làm gì? Buồn chúa. Đỗ đại nhân đến rồi. Buồn chúa có gì dặn dò? Quận chúa Thanh Hà. Không được. Tùy tùng của ta ngẫu nhiên phát hiện ra kẻ ăn cắp bảo vật gia truyền của ta lại ẩn nấp trong tủ lâu này, cho nên mới mạo muội mời đại nhân đến đây. Hạ quan nguyện vì thái sư và quận chúa mà dốc công khuyển mã. Nè, a tỷ của ta đâu rồi? Làm gì? Quận chúa Thanh Hà dẫn theo kinh triệu Doãn tới đây rồi kìa. Xin đại nhân nhanh chóng bắt giữ ác tặc, nhanh chóng mang món bảo vật mà tiên đế ban tặng về. Chủ thượng. Chủ thượng. Chủ thượng. Sao vậy? Gia lá. A tỷ, không hay rồi. Quận chúa Thanh Hà dẫn người tới bắt tỷ. Cô ấy tới ngay ngoài cửa rồi kìa. Cô ấy còn dẫn kinh triệu Doãn tới nữa. Sợ gì chứ? Cô ta có thể làm gì được ta? Thái sư, quận chúa làm vậy rõ ràng là muốn làm lớn chuyện. Tới lúc đó ngài thì không có sao, nhưng mà nếu A tỷ để người khác nhìn thấy ở cùng ngài như vậy, thanh danh của tỷ ấy, thanh danh của Độc Cô bọn ta sẽ bị tiêu tan hết đó. Lần này phải làm sao mới tốt đây? Ê, có cách rồi. Từ bây giờ thì mọi người phải nghe theo muội. Cô nương. Cô nương. Tặc đang ở đâu? Có chuyện gì vậy? Đỗ đại nhân, ngài tới đây có chuyện gì không? Thái sư ở đâu rồi? Thái sư. Thái sư gì chứ? Ở đây không có thái sư, chỉ có cô nương nhà ta một mình uống rượu ở đây thôi. Đây không phải là thất nữ công tử của nhà thừa tướng đại nhân sao? Đỗ đại nhân, chẳng lẽ cô nương nhà ta ở đây uống rượu phạm phải luật pháp gì sao? Vị phu nhân này là... Buồn chúa, người xem trong căn phòng này, ngoài trừ Độc Cô nữ công tử ra không có ai khác. Người xem đi. Chắc là tiện nô đó nhìn lầm rồi, mới phiền ngài mất công một chuyến tới đây. Đỗ đại nhân yên tâm, quay về ta sẽ cắt lưỡi tiện nô đó. Uống cho say. Cô nương, ban ngày ban mặt ở trong phòng uống rượu mua vui, còn tưởng các nữ công tử nhà Độc Cô các người có giáo dưỡng lắm, đúng là mất mặt. Hết rồi. Hết rồi, lấy rượu thiếp. Lấy thêm đi. Hả ca, lấy rượu. Bọn họ đi hết rồi. A tỷ, nếu tỷ muốn nói gì với hắn thì nói cho rõ đi ha. Sau này đừng có dính líu tới hắn nữa. Coi đám người lúc nãy đi, muội sợ sẽ xảy ra chuyện đó. Thôi được, ta biết rồi. Mọi người ra ngoài trước đi. Chàng thật quá tàn nhẫn. Lúc nãy kinh triệu Doãn dẫn người xông vào đây, kết quả sẽ như thế nào? Chàng thì tốt rồi, nhiều lắm chỉ thêm một danh hiệu phong lưu. Còn ta thì sao? Ngoại trừ bị thân bại danh liệt ra, còn có thể liên lụy cả nhà Độc Cô ta. Còn cha ta, rất có thể vì xấu hổ mà từ chức. Chuyện này rất hợp lẽ thương tình. Thái sư, chàng biết tính toán quá. Bàn Nhược à, nàng nghĩ nhiều quá rồi. Sao ta có thể tính toán với nàng được? Vậy chàng giải thích sao với ta đây? Từ trước tới nay, Tôn phu nhân như không hề tồn tại. Lại trùng hợp xuất hiện vào ngày hôm nay, lại trùng hợp biết được
phải tìm ta ở đây. Cô ấy vừa ra chiêu, chiêu nào cũng chí mạng. Bạn Nhược à, ta biết bây giờ nàng rất tức giận, nhưng xin nàng bình tĩnh suy nghĩ. Nếu ta thật sự muốn tính kế gì nàng, lúc nãy ta sẽ cùng nàng trốn trong đó hay sao? Chỉ cần phát ra một chút âm thanh, bọn họ chắc chắn sẽ biết ngay. Chuyện này hoàn toàn là ngoài ý muốn. Rốt cuộc là ai để lộ tin tức, ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Tóm lại, ta sẽ cho nàng một câu trả lời. Ta cần câu trả lời này để làm gì? Chuyện này, kẻ sai khiến chỉ có hai người. Một người là chàng, một người là Tôn phu nhân. Nếu như chàng xác định được rồi thì sao? Sao hả? Chàng giết cô ta sao? Chàng cũng nghe thấy lúc nãy cô ta nói gì rồi. Lần này cô ta ra ngoài, chắc chắn sẽ rêu rao là già la nhà ta. Ban ngày uống rượu, hành vi không đoan chính. Chàng có thể ngăn chặn được mọi lời đồn sao? Ta sẽ cố hết sức. A Hộ, chàng hãy thừa nhận đi. Bây giờ có bao nhiêu người, bao nhiêu việc kéo chân chúng ta. Cho dù chúng ta thật sự có lòng, cũng không có lý do để ở bên nhau nữa. Mối tình này ta còn tiếc nuối hơn chàng. Cả hai chúng ta tình sâu duyên mỏng, tạo quá trêu ngươi. Tất cả chuyện ngày hôm nay coi như ta nợ nàng. Nàng muốn ngồi lên ngôi hoàng hậu, vậy nàng cứ làm đi. Nhưng mà có một chuyện nàng phải nhớ, vĩnh viễn không được động lòng với Vũ Văn Dung. Nếu không, ta thà rằng giết chết nàng đi. Ngốc quá. Từ sau khi ta gặp chàng, sao ta có thể thích người khác được? Nàng hãy thề với trời. Độc Cô Bàn Nhược, ta xin thề với trời, đời này kiếp này chỉ yêu một mình Vũ Văn Hộ thôi, tuyệt đối sẽ không động lòng với bất cứ ai. Nếu như vi phạm lời thề, ta sẽ chết không được tử tế. Ta cũng nguyện như vậy.